1, 2, 3, go. Có thể người ta làm cho bà buồn, cũng có thể người ta làm cho bà vui, nhưng mà bà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi rồi. Gì đâu mà sáng người ta gây vô là người ta đây coi tin thời sự buổi sáng. Một hai bắt mở phim một hình cho nó coi. Thằng kỳ cục. Thằng này làm riết cái nó tưởng rồi đây là nhà của nó luôn. Hồn nhiên dễ thương mà ba. Mà ngộ nghe, gặp mặt nó thì tức, nhưng mà không có gặp nó, không nghe tiếng nói của nó nghe. Chị Như Thiếu trống vắng ghê. Khổ thiệt. Long ơi, vô ăn sáng này con. Con không ăn đâu. Sao dạ? Nãy con đứng ngoài kia nghe mọi người nói hết rồi. Rõ ràng là nãy con ở trên lầu con bật tivi trước mà. Ô sao con trong nhà này không mai cho con quyền riêng tư hết vậy? Con lên phòng Minh đây. Long qua đây ngồi ăn chung nè. Con Long qua đây ngồi ăn chung mọi người đi con. Thôi con ngồi bàn này con giật cả nhà mình rồi. Thôi kể đi. Trời ơi, ai vậy? Con này bà ơi. Trời đất ơi Long, cái gì đâu mà con qua nhà bà sáng sớm con làm gì? Con tập thể dục bà. Tập thể dục sao con ở nhà con tập, ra công viên tập, sao chạy qua nhà bà tập la lối um sùm vậy? Không phải mỗi lần mà con tập thể dục ở nhà bà thì sức khỏe con tốt lắm bà. Thôi ra ấm sân thôi. Dạ. Dạ có chào ông. Ông tìm gì vậy ông? Tờ báo, có thấy tờ báo sáng sớm của ông đâu không? Dạ tờ báo hả? Đây đúng không? Đâu? Dạ sáng con mới đọc đó. Trời đất ơi, con luôn luôn đọc trước ông cho con. Dạ. Ông ơi, có tin quan trọng lắm ông ạ, ông đọc chưa? Tin gì? Cổ phiếu của công ty tập đoàn Mỹ Gia Trang đang xuống giá. Cái gì? Phải không? Đó, ông đọc đi. Ôi, ông cầm tờ báo luôn đi hả? Ủa, con chào chú. Tính này vừa chính thức đi vào hoạt động trung tâm hành chính công có ứng dụng các hệ thống mạng như... Con đang coi mà chú. Tra cứu được tình trạng hồ sơ của mình được xử lý như thế nào. Chú vui tính thế. Khi hồ sơ được xử lý xong, đây là... Con đang coi hoạt hình, con coi trước mà. Tivi này nhà chú mà. Thì đúng rồi. Sao con không về nhà con coi tivi đi? Tivi nhà con mất cáp. Giờ nói nó có khi nào mày khiêng cái tivi này về nhà mày luôn hả? Cũng có thể lắm chú. Thôi ngồi coi đi nha. Con cảm ơn chú nha. Mọi người ơi, xuống ăn sáng nè. Ăn được không? Bồi thiệt luôn á, bực cái thằng nó ghê luôn á. Ủa ai con? Nói ai? Long á. Sao? Gì đâu mà sáng người ta gây vô là người ta đây coi tin thời sự buổi sáng. Một hai bắt mở phim một hình cho nó coi. Thằng kỳ cục. Thằng này làm riết cái nó tưởng rồi đây là nhà của nó luôn. Hồn nhiên dễ thương mà ba. Mà ngộ nghe, gặp mặt nó thì tức, nhưng mà không có gặp nó, không nghe tiếng nói của nó nghe. Chị Như Thiếu trống vắng ghê. Khổ thiệt. Long ơi, vô ăn sáng này con. Con không ăn đâu. Sao dạ? Nãy con đứng ngoài kia nghe mọi người nói hết rồi. Rõ ràng là nãy con ở trên lầu con bật tivi trước mà. Ô sao con trong nhà này không mai cho con quyền riêng tư hết vậy? Con lên phòng Minh đây. Trời ơi. Ủa ba ơi, ông nội con chết lâu rồi mà ba. Không có, nó vui mà kệ. Giống ông nội thiệt luôn á. Bó tay với thằng này. Long qua đây ngồi ăn chung nè. Con Long qua đây ngồi chung mọi người đi con. Thôi con ngồi bàn này con giận cả nhà mình rồi. Gái ta mà làm chứ bậy tà bà. Thôi bà đánh nó nữa, nó giận nguyên nhà, nó đem đồ lên trên phòng ông nội con ngồi nó ăn luôn về. Làm gì cười, vui lắm cười. Cười cái gì? Đánh em mà con vui lắm sao vậy? Mày gõ cho một cái chết bây giờ đó. Ăn đi. Nè, Mẫn, hôm nay thằng Quý nó qua nhà mình chơi á. Ông bà cưng nó lắm luôn á, làm cho thằng Long bị đì. Em nói nó mốt đừng qua đi chơi nữa nha. Quý hả? Ừ. Quý qua đây chị? Thì nó nói là nó qua thăm em, bộ em thân với nó lắm hả? Cái gì vậy trời? Hấp dẫn hết trơn, chán quá. Bà muốn hấp dẫn hả bà? Không có gì vui hết trơn à. Vậy để con tạo niềm vui cho bà và cả nhà nhé. Con làm gì? 1, 2, 3, go. Có thể người ta làm cho bà buồn, cũng có thể người ta làm cho bà vui, nhưng mà bà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi rồi. Chú có thể mặt chú đã bị ướt, nhưng có thể chú sẽ lau khô. Nhưng mà chú nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Có thể ông ngồi đánh cờ tướng, cũng có thể ông dẹp luôn rồi. Ôi, ông đi rồi. Có thể người ta làm cho mọi người buồn, cũng có thể người ta làm cho mọi người vui, nhưng mà mọi người nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì đi nhanh vậy. Có thể cả nhà không vui nhỉ, cũng có thể con làm cả nhà buồn, nhưng cả nhà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ôi đi nhanh nhỉ. Thằng này nó bị gì vậy ta? Ba ông nội nó cho uống lộn thuốc hả ta?